Hello anh em, bữa nay mình thực hiện một cây cần theo phong cách của nước ngoài nha mọi người. Mình có một anh khách quen, ảnh xem được một clip độ chế của các thợ cần nước ngoài. Không biết là ở vùng nào á, mà nói chung là có vẻ như là giống như vùng Trung Đông á mọi người. Đấy. Cho nên là ảnh yêu cầu mình làm một cây y hệt. Tại anh nói là anh có một cái máy y hệt trong clip của anh thợ đó luôn, anh thợ người nước ngoài á, cho nên là anh yêu cầu mình làm cho anh một cây cần ISO độ chế từ cần tây. Và dĩ nhiên là mình hứa với ảnh là sẽ làm theo cái đúng mẫu đấy, cho nên là bên cạnh việc mình trang trí ở đây cho ảnh một ít cái nhũ sáng cho nó long lanh, thì tất cả chi tiết hoa văn thì mình đều sử dụng cái hoa văn giống như trong clip mọi người ha, để cho ra một cái sản phẩm nó ra một cái sản phẩm nó giống y như clip, khá là độc đáo mọi người ha. Mình làm xong cái này mình cũng thấy thú vị. Đây là bộ khoen. Mình làm cái này tương đối là kỹ và kỳ công mọi người. Tại vì cái khoen nhỏ như vậy mà phải quấn hoa văn lá lúa cho những cái khoen giống như là những vị trí rất là nhỏ, là thật sự là bình thường là mình không có quấn, nó hơi khó thao tác. Nhưng mà vì anh yêu cầu mình là làm phải giống hệt cái mẫu đó, thì cái mẫu đó họ cũng làm đúng cái mẫu lá lúa này đấy, cho nên là mình cũng phải cố gắng mình tiến hành. Mình sử dụng dàn bu Fuji với đầu bu chống xoắn luôn, ngon hơn trong clip của anh kia một xíu. Với lại là mình chế luôn cho anh khoen chạy trên ngọn. Những cái clip kia thì họ tại vì trên ngọn mọi người nó nhỏ thì họ chơi luôn một cái khoen cố định ngay đây luôn, thì lúc xếp vào nó bị lòi ra một khúc giống vậy nè. Còn mình là mình cho khoen chạy luôn đấy, cho nó gọi là cool luôn mọi người ha. Rồi nên theo kệ chờ, rất là gọn nhẹ, rất là độc đáo. Cái cán thì là cái cán zin thì nó hơi xấu, cho nên là mình đi nhũ siêu sáng cho ảnh, vẽ hoa văn cho ảnh. Còn cái máy là mình gắn vô minh họa thôi nha mọi người. Cái máy của ảnh đẹp hơn, cái máy của ảnh đẹp y như của cái người thợ trong clip luôn á, mới luôn á, rất đẹp. Cho nên là anh yêu cầu mình làm giống hệt vậy đó để gắn vô. Rồi bây giờ mình ship về cho anh khách yêu của mình thôi. Thì có gì nếu anh em có sử dụng TikTok thì thông cảm mà mình không có trả lời được nha. Tại vì là cái điện thoại của mình nó yếu quá, cho nên có gì thì anh em cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo 0906 728206 mọi người ha. Anh em thông cảm nha, điện thoại của mình mở TikTok lên là nó lắc tung chảo luôn, không thể trả lời bình luận cũng tin như tin nhắn được, nó lót lâu lắm. Rồi cảm ơn mọi người nha.